hai xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải. Như vậy là cái đồng Cominin đã được rất nhiều cái sàn giao dịch lớn trên thế giới đã đưa ra cái thông báo là sẽ list cái đồng Cominin này lên các sàn giao dịch của họ nha các bạn. Và thời gian list thì trong nay mai thôi các bạn, sớm thôi các bạn. Và hiện tại thì đồng Cominin nó cũng cho mình liên kết ví MetaMask để mà rút về ví MetaMask nha các bạn. Rồi từ ví MetaMask chúng ta mới có thể đưa lên các sàn giao dịch như là cái sàn giao dịch lớn như là Hobby nha các bạn. Rồi và bây giờ trong video này thì mình sẽ có một cái số lưu ý để mà các bạn có thể biết được cái quy trình rút của cái đồng co này nha các bạn. Như các bạn vào trong cái app khai thác Satoshi á, thì các bạn bấm vào cái phần ví này các bạn. Tại đây thì nó hiện ra tất cả các đồng coi mà chúng ta đi sở hữu nè. Có đồng co nên là các bạn bấm vào nha. Rồi và rồi ở đây nó có cái chữ liên kết địa chỉ ví nè các bạn bấm vào liên kết địa chỉ ví nha. Và mình thì mình đã liên kết địa chỉ ví rồi nha các bạn. Nên mình không liên kết nữa. À, và mình sẽ để cái video mà hướng dẫn liên kết địa chỉ ví này à, bên dưới phần mô tả của video các bạn click vào các bạn xem hướng dẫn liên kết địa chỉ ví nha Cũng như là thêm cái ví uh, coi uh, co, uh, co, uh, Mainnet vào uh, cái ví Metamask nha các bạn Cũng như là rút từ uh, Metamask lên uh, các sàn giao dịch lớn như là Hobi nha các bạn Rồi trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số lưu ý để mà các bạn biết được cái quy trình rút như thế nào nha Và đây là những thông báo của Core nè các bạn CoreDAO á đội ngũ phát triển của cái đồng co nha thông báo quan trọng bạn có thể liên kết và thay đổi địa chỉ ví tối đa hai lần trước khi khó đăng ký vui lòng đảm bảo quản lý tốt khó cá nhân và cụm từ ghi nhớ bạn để tránh mất tiền tức là bạn chỉ có được liên kết tối đa là hai lần nha bạn liên kết địa chỉ ví metamask vào đây được hai lần nha và các bạn đảm bảo rằng cái địa chỉ ví khó cá nhân cũng như là cụm từ cụm từ mở khó của ví metamask các bạn phải lưu giữ cho thật tốt nha các bạn rồi tiếp theo đó là lưu ý thứ hai đó là vui lòng không sử dụng địa chỉ tiền gửi co từ bất kỳ sàn giao dịch nào, nếu không bạn sẽ không nhận lại được co từ hợp đồng thông minh. Tức là các bạn không được liên kết địa chỉ co với bất cứ cái sàn giao dịch nào nha các bạn. Chúng ta không dùng địa chỉ của sàn giao dịch mà chúng ta hãy dùng địa chỉ của cái ví MetaMask nha, chỉ chỉ ví MetaMask nha các bạn. Không sử dụng ví khác hoặc là xong không sử dụng địa chỉ của các sàn giao dịch luôn. Chúng ta rút từ liên kết vào ví MetaMask Xong từ Metamask chúng ta mới được phép rút lên các sàn giao dịch chứ chúng ta không thể nào mà đưa thẳng từ cái app Coin này lên sàn giao dịch nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Các bạn lưu ý là không được dán bất kỳ địa chỉ sàn giao dịch nào nha. Chúng ta hãy dán ví Metamask. Mình xin nhắc lại. Mình xin nhấn mạnh là ví Metamask nha các bạn. Rồi, tiếp theo nè. Các yêu cầu co sẽ được hỗ trợ bởi một hợp đồng thông minh phi tập trung. Quy trình thực hiện như sau. Liên kết địa chỉ rút tiền, xem xét hệ thống xem có bất thường không hệ thống sẽ hoàn thiện dữ liệu sẽ được gửi đến cloud hợp đồng thông minh được triển khai người dùng có thể yêu cầu co từ hợp đồng thông minh hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn về quá trình sẽ theo sau tức là khi các bạn liên kết địa chỉ với nó cũng sẽ bắt các bạn là xác minh lại khuôn mặt một lần nữa nha các bạn kiểu như là cài khuôn mặt gì đó cho nên các bạn làm là các bạn cũng làm đơn giản thôi chỉ làm theo cái hướng dẫn của nó như là ngước đầu lên rồi quay qua trái quay qua phải rồi hạ miệng đồ vậy đó các bạn rồi tiếp theo đó là cảnh báo. Hệ thống sẽ chỉ gửi dữ liệu tới co đao hai lần. Thời gian xử lý đầu tiên là vào ngày 6 tháng 2 năm 2023 vào lúc 8 giờ giờ UTC và thời gian xử lý thứ hai đó là vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2023 giờ UTC. Vui lòng đảm bảo liên kết địa chỉ rút tiền trước thời gian này, nếu không phần thưởng sẽ không còn được nữa. Tức là cái app Satoshi này nó sẽ gửi tới hệ thống co đao để xử lý trong vòng 2 ngày này nha các bạn và trong vòng hai ngày này á nếu mà sau ngày 15 tháng 5 á mà các bạn không liên kết địa chỉ ví thì cái số co mà các bạn đang khai thác đang sở hữu á, nó sẽ bị mất nha sẽ bị đốt cháy các bạn tức là hai cái ngày này á là nó sẽ gửi dữ liệu thôi còn cái số co mà nó xác minh xong của các bạn nó xác minh danh tính của các bạn xong á thì nó sẽ trả từ từ nha chứ không phải trả vào hai ngày này hai ngày này để là nó gửi dữ liệu thôi nha các bạn rồi tiếp theo đó là cách yêu cầu co thông minh cách yêu cầu co thông qua hợp đồng thông minh đó là truy cập trang web yêu cầu chính thức địa chỉ sẽ được tiết lộ sau yêu cầu co theo hướng dẫn trên trang web bằng ví metamask sẽ có hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn về quy trình số tiền khả dụng ban đầu đó là 25 phần trăm 75 phần trăm còn lại sẽ được phát hành hàng tháng trong vòng 2 năm tới tức là chúng ta sẽ nhận được 25 phần trăm số co mà chúng ta đang sở hữu còn 75 phần trăm còn lại thì mỗi tháng nó sẽ trả cho chúng ta một ít trong vòng 2 năm nha các bạn và sau này chúng ta sẽ có một cái trang web yêu cầu chính thức tức là chúng ta sẽ vào cái trang web đó hiện tại thì chúng ta sẽ liên kết địa chỉ ví xong liên kết địa chỉ ví mà ta mắc thành công thì sau này sẽ có một cái trang web chúng ta sẽ vào trang web đó để mà yêu cầu rút co về nha các bạn và cái trang web đó thì từ từ sẽ được co đao thông báo sau nha rồi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm các điều khoản và chi tiết trong tài liệu này có thể thay đổi bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo không thể đảm bảo rằng bất kỳ một nào liên quan đến mạng sẽ xảy ra như mô tả hoặc là hoàn toàn sẽ xảy ra. Tương tự không thể đảm bảo rằng mạng hoặc bất kỳ một nào liên quan đến mạng sẽ hoạt động như mô tả hoạt động mà không có thời gian ngân hoạt động đáng kể hoặc không có hậu quả bất lợi hoặc hoàn thành hoặc nói chung mấy cái này là nó miễn trừ trách nhiệm tức là nó có sẽ những cái điều nó nói cho này á những cái điều mà nó thông báo cho này á, có thể là các điều khoản nó sẽ thay đổi nha các bạn chứ không phải là nó đảm bảo 100 phần trăm là sẽ xảy ra theo kế hoạch của nó nha rồi và như vậy là đây là một số lưu ý để mà các bạn rút cái đồng co này về ví mà ta bắt nha các bạn và mình sẽ để cái video hướng dẫn cách liên kết để mà liên kết địa chỉ ví vào ví MetaMask cũng như là rút từ ví MetaMask lên sàn Hobi nha các bạn và sàn Hobi là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới nha các bạn nó chỉ đứng sau cái sàn Binance thôi cho nên á mà mình sẽ để đường link đăng ký cái sàn Hobi để mà các bạn khi mà cái đồng co này được rút về cái sàn Hobi á rút về ví MetaMask á và từ ví MetaMask chúng ta sẽ rút lên sàn Hobi để mà chạy nha các bạn để mà mua đua, trao đổi mua bán nha và mình sẽ để đường link đăng ký cái sàn Hobi bên dưới phần bình luận của video này Và cái đồng co này á, thì nhiều chuyên gia dự đoán giá của nó là khá là cao nha các bạn Bởi vì khai thác cái đồng co này á, là cực kỳ khó nha các bạn Không phải dễ để mà khai thác vài đồng co đâu Và có rất nhiều sàn lít nó rồi nha các bạn Và trong đó có những sàn lớn nên giá của nó cao là một chuyện rất bình thường luôn và cái tổng cung của nó là khá là ít nha các bạn chỉ có 2,1 tỷ co thôi nhưng mà nó cho ăn drop miễn phí là 1 phần tư của 2,1 tỷ co tức là 525 triệu co đang tồn tại trên thị trường nhưng mà nó trả cho các bạn chỉ có 25 lúc ban đầu thôi các bạn tức là nó chỉ trả cho các bạn khá là ít luôn còn phần trăm còn lại thì nó sẽ 75 còn lại nó sẽ trả từ từ trong tương lai trong vòng 2 năm nha cho nên số co mà tồn tại trên thị trường khá là khan hiếm khá là ít nha các bạn rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.